có sầu riêng rồi. Bởi vậy á, ăn ngay chứ. Thơm đi chưa cô? Thơm rồi. Quán chân đèo gì ăn? Con ghé hết sưng mồm chưa? Mặt con hơi sưng sưng kìa, con nâu. À, cái chân nâu. Nó bị cái con kia nó cắn cái mỗi lần sưng mặt rồi mà. Ủa sao con nó số nó xui vậy, ăn rồi bị sưng mặt phải? Ừ, không rồi cũng vô gì rồi. Tại chỉ kìa. Ừ. Con ăn tại chỗ nha. Ăn tại chỗ thôi. Mặc dù con rất thích nhưng mà không ăn lên Đà Lạt được. Mà. Rồi cứ cho vào gì thì ăn nè. Thường quá. Đi tập bộ. Đấy. Nó có cái biệt là nó dễ nhìn khủng. Cái khía nó có khu cho nên nó cao cái nạm cao. Việt Nam sao cô? Việt Nam sao? Có tính cần cù. Có tính cần cù hả? Anh ơi, chúng bắt đầu cù lên ăn. Không để sót miếng nào nhé. Ủa hai trái này là giống khác hả cô? Hai trái này giống khác hả? Trái này một cây khác, cái này giống gọi là sabuche. Sabuche à? Cái này con hiền ở dưới thành phố nó chỉ khoái cái cây này. Nó nào nó cây sushi đấy. Cây sushi hả? Nó ngon hơn hay sao cô? Nó tao thì ta nó làm thế này cho nó tiện. Đây hướng dẫn mới sầu riêng nha. Nó nói là cắt cái đầu đi. Nhìn vô đây rõ hơn. Cắt cái đầu ngay. Đấy này. Nhát ngay nha. Nhìn nó rõ. Đấy.
để ra võng cơ mà ngồi ăn đến đâu thì vui đến đó. Cây này nó vàng y như trứng chiên ấy. Còn cây này có vàng, nó vàng nhưng mà nó không vàng đậm như thằng này. Thằng này thằng giống gì vậy? Nói chung là toàn là giống hột, ta có biết tên nó đâu. Bây giờ rớt rớt heo 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 heo. Ôi giời ơi. Đại thì sầu riêng của con rớt một múi chung rồi bàn sao.